được đâu. Ủa, lúc hết sai luôn. Luôn luôn mà. Hello, chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh Dạng Hữu của mình nha. Đây mình nè, để đi đâu mà xem xe chở xe trong mùa mưa bão nè. Xe lúc đấy thì cần nghiêng xe không luôn á. Mùa mưa các bạn nha. Cần ghê. Chúi cái đầu xuống luôn, rớt luôn cái bánh trước luôn. Đầu anh em bức mùa này như này gì nổi, khám cái đầu coi cái nào mà làm gì được. Không được đâu. Ủa, lúc hết xe luôn. Luôn luôn mà. Lúc hết luôn. Trời ơi, lúc hết cái bánh xe luôn. Nãy bóc luôn trên đây này nè. Xuống rủ lên. Xuống rủ mới rồi chứ. Đục mà giờ mới sao nó lên được. Không được nè, dai chứ được. Quá gỗ mà không biết đang thời lên nè. Gỗ nó còn mớ nữa. Đấy. Đù. Đây là nỗi khổ của bóc tè đây, mùa mưa đây. Vừa bây giờ phải đổ bên góc cây này. Lúc hết bánh xe rồi các bạn nha. Xe bị lúc hết trơn rồi. Anh em sổ hết keo. Anh em bây giờ sổ hết keo. Xe luống hết cả bánh luôn. Bắt vỏ chanh bãi. Rồi rất là được rồi đó. Xe đã khỏi lên khỏi được các bạn nha.
ngoài đất. Em số hết cả đống keo rồi nè. Chặt nè cái dây chân thôi. Bánh sao kìa kìa. Rồi lên không nổi rồi, cắt cái từ. Đi thẳng luôn, đi thẳng, đi thẳng luôn. Rồi. Okay. Tốt. Tốt rồi đó. Từ hôm qua này đi. Có nhổ gốc keo được không? Không à.